cập nhật tình hình hiện tại Cần Thơ, bắt nhóm giật điện thoại trên tay bé gái, bám theo người phụ nữ đèo con gái trên phố, nhóm của Quỳnh giật điện thoại rồi bỏ chạy. Ngày 24 tháng 11, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Huy Hoàng, 21 tuổi, Lê Quốc Toàn 20 tuổi và Lê Nguyễn Như Quỳnh, 17 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, tối ngày 21 tháng 11, nhóm này bám theo người phụ nữ chạy xe máy chở con gái lưu thông trên đường số 7, phường An Khánh. Minh và Quỳnh sau đó áp sát, giật điện thoại iPhone 8 Plus trên tay bé gái rồi tẩu thoát. Sau 2 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt giữ Hoàng và Toàn. Đến ngày 23 tháng 11, Quỳnh ra đầu thú, còn Minh vẫn bỏ trốn. Theo lời khai, nhóm thanh niên này không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Minh được phân công chạy xe máy chở Quỳnh theo sát nạn nhân. Hoàng chở Toàn đi phía sau để cản trở nếu người dân truy đuổi. Ngoài vụ cướp giật trên, nhóm này đã thực hiện trót lọt một vụ tương tự tại khu vực cầu Cái Răng, quận Cái Răng. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.